nhằm giúp cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà đầu tư cũng như các doanh nghiệp trong ngành logistics có thể nắm bắt các thông tin về sự phát triển của ngành. Hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics gọi tắt là VLI thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics và Công ty IRFC của Việt Nam đã công bố Bộ chỉ số Logistics. Bộ chỉ số ngành logistics Việt Nam, VLI Logistics Index, được xây dựng đối với các công ty hoạt động trong ngành logistics Việt Nam, được niêm yết trên hai sàn chứng khoán, dựa trên các chỉ số cơ bản về tài chính như doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ vốn hóa thị trường, mức độ tăng trưởng hàng năm. So với Bộ chỉ số năng lực logistics quốc gia LPI được Ngân hàng Thế giới công bố 2 năm một lần, dựa trên cơ sở khảo sát ý kiến của các doanh nghiệp lớn trong ngành hoạt động ở nhiều quốc gia, VLI Logistics Index có nhiều ưu điểm hơn trong việc cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư cũng như doanh nghiệp trong ngành. Cái bộ chỉ số của Ngân hàng Thế giới công bố thì được đánh giá 2 năm một lần. Và như vậy thì trong cái khoảng thời gian 2 năm đó thì có rất nhiều cái sự thay đổi mà bộ chỉ số của Ngân hàng Thế giới không giải quyết được. Thì cái bộ chỉ số của VLI Logistics Index được update thậm chí là đến hàng ngày, được update liên tục. Và rõ ràng như vậy thì cái dòng thông tin nó liên tục chảy và giúp cho các nhà hoạch định chính sách cũng như là giúp cho doanh nghiệp có những cái quyết định mà mang tính là đáp ứng được ngay lập tức cái nhu cầu của thị trường. Và cái thứ hai là nếu như cái bộ chỉ số của Ngân hàng Thế giới thì hướng đến các nhà làm chính sách nhiều hơn, hướng đến cái tầm vĩ mô nhiều hơn, thì cái bộ chỉ số của VLI Logistics Index hướng đến các nhà đầu tư và bản thân doanh nghiệp. Theo ông Đỗ Xuân Quang, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics, ngành Logistics Việt Nam đang đứng trước cơ hội thu hút đầu tư khi các bên cam kết hội nhập cũng như các hiệp định thương mại tự do có hiệu lực. Bộ chỉ số trên sẽ góp phần làm minh bạch hóa thông tin thị trường, mở ra cơ hội đầu tư cho ngành dịch vụ, ước tính có quy mô từ 20 đến 22 tỷ đô la Mỹ, chiếm 20,9% GDP của Việt Nam. VLI cho biết, sau bộ chỉ số dành cho các doanh nghiệp logistics đã niêm yết trên sàn, viện cùng các đối tác sẽ hướng đến xây dựng bộ chỉ số chung cho toàn ngành logistics, bao gồm cả những công ty chưa niêm yết.